Chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái mạch điều khiển từ xa thông qua Bluetooth. Thì ở đây mình sử dụng cái điện thoại Android, hệ điều hành Android để điều khiển các cái thiết bị thông qua Bluetooth. Rồi, thì chúng ta cần chuẩn bị thứ nhất là một cái module Bluetooth HC05 hoặc là 06. Thì ở đây mình sử dụng HC06 loại Slaver. Nói qua về cái module Bluetooth này thì nó sử dụng điện áp 5V, DC 5V và giao tiếp qua chuẩn UART, TTL, TX-RX. Và cái bo mạch điều khiển thì đây mình sử dụng đóng ngắt 4 relay này. Đây. Con IC giao tiếp với lại con vi điều khiển này giao tiếp với lại Bluetooth HC06, đó là con ETM8. Đây. Mạch cũng khá là đơn giản, chỉ cần một số con linh kiện cơ bản. Đây là một con vi điều khiển này, mấy con chở 1K chan kích chan C1815 và con diode chống ngập. Đây. Diode thường và 4 relay. Các đầu ra thì đây mình đưa ra đầu ra là có 3 chân, chân COM, chân NO và chân NC. Đầu vào cấp nguồn 5V, nút reset. Và đây là hai cái dăm để mình cắm. Thì dăm bên này là sử dụng con CC2530. Còn cái dăm ở ngoài thì mình sử dụng con HC06 hoặc là 05. Đó. Thì nếu mà bạn nào muốn làm hay là tham khảo thì hãy comment hoặc là nhắn tin cho nhóm thì mình sẽ gửi cho cái file mạch in, file code để các bạn có thể tự làm và tự nghiên cứu. Rồi. Thì sau đây mình sẽ test bằng điện thoại Android. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối. Thì ở đây mình đã kết nối xong rồi. Các bạn đấu relay thì cũng tương tự như các cái mạch khác thôi, tức là giữ một dây lại, giữ một dây nối ra bóng đèn và một dây mình sẽ cắt đôi ra một đầu vào chân COM và một đầu mình sẽ nối vào chân NO hoặc là NC. Tương tự ở đây mình đấu một cái bóng đèn AC này vào chân NO và một bóng vào chân NC và một cổng thứ ba mình đấu vào cái led liền dây đây, sử dụng 5V. Okay. Cổng thứ 4 mình bỏ qua rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn và test cho các bạn xem nhé. Đây, đầu vào mình sử dụng 5V, bật tải thì cái bóng đèn kia mình lắp vào cổng thường đóng nên là khi mà có điện thì nó sẽ sáng luôn. Rồi. Các bạn để ý cái đèn module Bluetooth nó sẽ nháy này. Rồi tiến hành bật app trên điện thoại. Đây, đầu tiên các bạn sẽ bật Bluetooth của điện thoại này thì ở đây nó sẽ quét được cái wifi, cái Bluetooth đang cắm ở trên bo mạch. Đấy, ở đây là HC06 này, các bạn kết nối thì cái mật khẩu ban đầu mặc định là từ 1 đến 4 hoặc là 000, vậy là ok. Rồi, kết nối thành công, chúng ta sẽ thoát ra và vào cái app. Thì ở đây app mình đã thiết kế ra điều khiển bốn cái đầu relay 1, 2, 3, 4. Ok, cho chọn thiết bị HC06. Rồi, đã kết nối, các bạn có thể ngắt kết nối hoặc là thoát. Thì đây này, bốn thiết bị tương ứng. Thiết bị thứ nhất này, tắt này, bật này, tắt, bật và tắt. Cái này nó sẽ ngập vì mình nối vào cổng thường đóng. Đấy. Vì cái này là mình sử dụng relay nên là các bạn có thể đóng ngắt các cái thiết bị AC hoặc là DC. Phản hồi khá là nhanh.
thì cái khoảng cách chúng ta có thể đạt tới là từ 15 đến 20 mét tùy vào cái điều kiện vật cản. Ngắt kết nối. Rồi. Ok, thì trên đây mình vừa giới thiệu một cái ứng dụng nho nhỏ của module Bluetooth. Thì, nếu mà các bạn muốn tham khảo về code của mạch điều khiển hay là code trên code phần mềm Android trên Android đây, trên hệ điều hành Android thì có thể liên hệ với nhóm, nhóm sẽ gửi cho các bạn tham khảo và phát triển thêm các cái ứng dụng hay hơn, bổ ích hơn. Rồi. Thì nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy like, share, subscribe cho nhóm. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.